Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 chiếc loa subwoofer đến từ thương hiệu SVS của Hoa Kỳ đang có mặt tại Thiên Hà Audio. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với sản phẩm thứ nhất. Sản phẩm ở bên cạnh Hải Sơn lúc này là chiếc loa subwoofer SVS SV3000 Micro thuộc dòng sản phẩm 3000 series chất lượng. Tuy nhiên điểm đặc biệt ở sản phẩm này lại nằm ở hậu tố Micro, ý chỉ rằng đây là một chiếc loa subwoofer cực kỳ nhỏ gọn, đẹp mắt và không hề thô kệch dễ dàng sắp đặt ở bất cứ đâu. SV3000 Micro có tiết diện thậm chí nhỏ hơn cả một viên gạch vuông 30 x 30 cm, trọng lượng chỉ 10,2 kg, kết cấu thùng gỗ chắc chắn, vậy nên chiếc loa này là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian từ nhỏ đến trung bình. Còn về thông số kỹ thuật cơ bản thì SVS3000 Micro chạy mạch khuếch đại class D có mức công suất thực là 800W, công suất peak power là 2500W, sử dụng module âm ly Slash STA 800D đầu ra MOSFET rất là mạnh mẽ. Dải tần hoạt động của chiếc loa subwoofer này là từ 23 Hz à, cho đến 240 Hz ở mức cộng trừ 3 decibel. Cấu hình củ loa thì sẽ gồm hai woofer chủ động có kích thước 8 inch đánh đối xứng nhau à, ra phía ngoài. Không những thế thì còn có thể tạo ra một âm trầm cực kỳ sâu và uy lực trong một hình dáng nhỏ bé và có độ lan tỏa rất là tốt nếu được à, setup ổn. Người dùng có thể kết nối loa siêu trầm với các thiết bị âm thanh khác nhau nhờ vào cổng kết nối input, output và là một sản phẩm loa subwoofer công nghệ cao nên hãng SVS cung cấp khả năng điều chỉnh EQ 3 băng tần chuyên nghiệp và thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh. Tiếp đến với sản phẩm loa subwoofer SVS SB4000, tiếng đập thình thịch ở lồng ngực và âm trầm xuống thấp dưới ngưỡng nghe của con người là 19Hz cùng sắc thái âm trầm tinh tế tất cả đã làm nên mức hiệu suất loa siêu trầm chưa từng thấy ở mức giá này trước đây loa subwoofer SVS SB4000 là mẫu loa sắp điện nằm trong dòng 4000 series thuộc thương hiệu loa nổi tiếng hàng đầu của Mỹ SVS à, nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất loa siêu trầm SVS đã cho ra đời các dòng sản phẩm loa chất lượng nhất với công nghệ ngày càng nâng cao đây có thể coi là sự lựa chọn hàng đầu cho hệ thống âm thanh dạp hát gia đình và nghe nhạc audio file với mức chi phí cực kỳ hợp lý trên mức chất lượng âm thanh. SVS SB4000 đã được vinh danh là loa siêu trầm hàng đầu trong năm 2018-2019 tại lễ trao giải ESA uy tín được tổ chức tại triển lãm IFA 2018 Berlin, nước Đức, một trong những sự kiện loa công nghệ lớn nhất trong năm. Và loa SVS SB4000 có kích thước là 465 là cao, nhân 453 là rộng và chiều sâu là 530 mm và khối lượng lên tới là 46,4 kg. Kích thước không quá là đồ sộ nhưng trọng lượng của loa lại khá nặng. Điều này chứng tỏ cho thấy là hệ thống củ loa và mạch linh kiện bên trong thì cực kỳ khủng, mang lại hiệu suất rất là tốt và được thiết kế tỉ mỉ với chất lượng cao cấp. Giải tần hoạt động thì từ 19 hạch cho tới là 310 hạch ở mức là cộng trừ 3 decibel cũng là một thông số vô cùng ấn tượng. Chiếc loa subwoofer điện này sử dụng một củ loa cỡ lớn có đường kính là 13,5 inch, tương đương là 34 cm, sử dụng nam châm kép ferrit, chạy mạch class D, công suất cực khủng là 1.200 w RMS và lên tới là 4.000 w công suất đỉnh peak power. Thiết kế loa siêu trầm thùng kín khiến cho giải trầm được đánh ra cực gọn và nhanh sắc thái âm trầm sâu và được thể hiện đa dạng cùng mức công suất khủng khiến cho SB4000 không chỉ tuyệt vời khi dùng trong hệ thống xem phim mà còn rất phù hợp cho hệ thống nghe nhạc Hi-Fi cho đến hai n và phù hợp cho những không gian từ trung bình cho đến rộng. Cuối cùng là mẫu loa siêu trầm có thiết kế hình trụ rất độc đáo. Với thiết kế như vậy thì tiết diện loa chiếm dụng trên mặt sàn rất nhỏ nhưng thể tích cộng hưởng thùng lại lớn khiến cho việc sắp đặt chiếc loa siêu trầm này rất dễ dàng À, chúng ta có thể đặt chiếc loa này vào góc hoặc đặt bên cạnh đôi loa chính trong hệ thống xem phim hoặc nghe nhạc rất thẩm mỹ. À, bên cạnh đó hãng đã thiết kế củ loa trầm 12 inch đánh úp đất, lỗ thông hơi thì hướng ra sau cùng với mạch class D có mức công suất à, thực là 550W, đạt công suất đỉnh là 1500W. Chiếc loa xuất điện này không chỉ hoạt động rất tích cực trong hệ thống xem phim mà còn tạo ra âm trầm cực kỳ sâu vượt ngưỡng nghe của tai người là 16 hẹp thì tiếng trầm mạnh mẽ, uy lực lan tỏa mà vẫn rất rõ ràng hòa nhập cùng với loa chính mà không hề có cảm giác giả tạo. À, tùy vào việc sử dụng một chiếc hoặc hai chiếc loa, mà SVS pc 2000 Pro phù hợp cho nhiều phòng nghe có không gian từ nhỏ đến khá lớn. À, tuy nhiên không chỉ có vậy, chiếc loa này còn giúp quý vị khám phá ra những nốt trầm rất sâu mà trước đây chưa từng nghe thấy khi kết hợp cùng dàn nghe nhạc stereo hi-fi. Ứng dụng loa siêu trầm 2000 Pro Series là cách thuận tiện nhất từ trước đến nay để điều khiển âm lượng truy cập vào nhiều chức năng DSP và lập trình cài đặt tùy chỉnh để hiệu chỉnh một trạm tối ưu hóa cho âm nhạc, phim ảnh, chơi game, vân vân. Điều chỉnh tần số chéo, Equalizer, laser 3 băng tần hay là chỉnh face, độ lợi phòng và hơn thế nữa, tất cả từ chỗ ngồi yêu thích của bạn, hoàn toàn trực quan và thân thiện. Và đó là những thông tin cơ bản về 3 sản phẩm loa subwoofer đến từ thương hiệu SVS. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến lúc này. Nếu có nhu cầu về sản phẩm thì hãy liên hệ theo số hotline của Thiên Hà Audio để biết thêm chi tiết xin chào và hẹn gặp lại